Hello, Lan xin chào cả nhà. Bữa nay Lan chuẩn bị làm đồ chay hủ tiếu xào thập cẩm chay. Mà nhưng bữa nay rất đặc biệt, khai trương cái chảo. Mua mà không xài và không xài đồ cũ hoài à. Cái bệnh này cũng nặng lắm à. Đây cái chảo của hổm là 329 đồng, nó sale nửa giá Lan mua nè. Đây, bữa nay khai trương nha. Đó. Mà tại vì sao Lan không xài không? Nó nặng dữ lắm chị em, mà cái đồ mà mắc càng mắc tiền nó nặng mình xách không nổi chứ không có gì hết á. Rồi thôi bữa nay xách nổi không nổi gì mua thì phải xài ha. Bây giờ bữa nay chính thức khai trương đó nha. Đó. Hello, Lan xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chuẩn bị làm hủ tiếu xào thập cẩm chay nha bà con. Nhưng Lan không có để tàu hủ nha. Hình như là mình thích ăn rau cải, nếu chị em nào muốn ăn tàu hủ thì chiên bỏ vô. Rất đơn giản. Ở đây Lan có bắp non, nấm rơm, ở đây không có tươi bà con ơi ăn hộp, hai củ cà rốt nhỏ, một củ hành, bên đạo hòa hảo của Lan ăn củ hành được nha bà con, hành lá đó ăn được, hành tỏi ăn được. Ở đây thì phải có hủ tiếu xào, thì phải có bọc hủ tiếu ha, một cái bông cải xanh nhỏ, rồi một bó cải trắng. Lan lấy một miếng bông cải trắng để vô, không có nhiều. Ở đây thì là hành ngò với chút xíu Lan để một trái ớt cắt xi cùm, là trái ớt chuông đó bà con. Ở đây toàn bộ là rau cải hết nha. Đó. Xào rau cải ăn không có để nè, không có để tàu hũ nha bà con. Mời cả nhà vào bếp với Lan. Bây giờ Lan đi rửa rau cải với làm sắt nha. Đây bà con ơi, Lan đã sắt rau cải rồi nha. Rồi bây giờ hộp bắp thì Lan đổ nó ra mình rửa nha. Ở trong này ta cũng có để chất bảo quản á, nên Lan xả nó ra Lan rửa. Để nguyên trái luôn đi bà con, khỏi sắt ra đó mà nó nhỏ nhỏ mất công lắm. Để nguyên trái nha. Rồi bây giờ là Lan khui cái hộp nấm rơm nha. Rồi cái nấm rơm ở Việt Nam có nấm rơm tươi ngon lắm bà con ơi. Rồi Lan đổ cái nước bỏ nha, mình cũng rửa nó y vậy đó. Lan cũng rửa nó đi. Rồi. Ở này mà gặp nấm rơm tươi ngon lắm bà con ơi. Rồi xong. Đây nãy giờ Lan đã sắt xong rồi nha bà con. Thì rau cải Lan sắt sẵn hết rồi. Bây giờ mình bắt nước sôi lên mình trụng nha. Ở đây bắp, củ hành. Bên đây thì Lan lấy cái mushroom sốt, sốt chai đó bà con. Hạt niêm, đường. Đây để Lan đưa cho bà con coi. Lan dùng bột niêm này nha. Bột niêm chai loại này. Đó, ve chì nè. Này là que chì sót nữa nè bà con đó. Mushroom que chì sót. Rồi mời bà con vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Hello cả nhà, cái hủ tiếu này Lan đem đi quay mai quay khoảng 1 phút nha. Tại vì nó cứng ngắc, mình để tủ lạnh nó phải quay khoảng 1 phút gì đó. Rồi Lan đổ nó ra. Rồi mình mới xé được chứ mình nó còn đông à, giống như nó lạnh quá mình xé không được nha bà con. Khó xé lắm. Đó, giờ Lan mở dở nó lên nè. Đó. Phải quay nó hơi ấm ấm gì nè mình mới xé được. Nó Lan mới xé nó ra gì nè. Rồi mình mới đem chiên. Cái bánh này ngon hay không là do nên mình chiên á, chiên nó khét khét rồi mới ngon nha bà con. Đó. Mình mới gỡ nó ra được chứ không có quay á, tùy thôi mai quay nha, mai quay 1 phút nhầm rồi quay 2 phút cũng không chừng nha bà con. Để cái hắc xì dầu cái này nè. Là hắc xì dầu vô. Đắp soy sốt. Bây giờ nước sôi Lan để chút xíu dầu ăn vô mình trụng cho nó tươi nha. Cà rốt còn nè, để cà rốt vô trụng trước nha. Lan bỏ bông cải trắng vô nha. Để bỏ bông cải trắng vô. Bông cải
xanh. Rồi Lan để cắt xi cùm ốc vuông nha bà con. Cải trắng của người Hoa. Lan để vô luôn cùm luôn nha. Nhận nó xuống. Lan để bắp với nấm ăn trụng sơ luôn nha. Để vô rồi gọi một nồi rau cải ngon đó bà con ơi. Xới lên một cái là được rồi nha. Rồi bây giờ Lan đổ nó ra cho nó ráo nước nha. Rồi Lan bắt chảo lên mình chiên hủ tiếu nha bà con. Để chút xíu dầu ăn vô. Rồi bây giờ Lan để nó vô chiên. Rồi mình coi nó vàng chưa, mình chảo nha bà con. Mình coi nó vàng chứ nó vàng rồi đây. Cái này á khét khét thì ăn mới ngon nha, không khét khét ăn không ngon bà con. Rồi bây giờ được rồi mình xúc nó ra nha. Trời nó quéo lại hết rồi con ơi, ngon quá. Đó, xong. Giờ mình xúc nó ra dĩa nha. Rồi Lan tiếp tục làm y như gì nữa nha. Hello, hello. Làm gì đứng đó con hả? Bây giờ cái chảo nóng rồi Lan để dầu ăn vô nha. Rồi bây giờ Lan để củ hành vô. Rồi Lan để củ hành vô mình xào nha. Xào chưa cho nó khô củ hành chứ. Lan để hạt niêm với dầu mushroom sauce là sốt chay đó bà con, sốt rau cải chay nha. Mình để vô. Trộn cái này cho nó đều lên, cái Lan để rau cải vô. Đây rau cải mình đã trụng nó chín rồi. Bỏ vô. Đầy một chảo luôn bà con ơi. Ăn cái này rau cải nhiều cháy ngon. Rồi Lan để nước vô nha. Đây, ở đây Lan có quậy bột năng với bột mì tinh nha bà con. Đó. Rồi bây giờ Lan để nó vô nha. Mình để từ từ thôi, mình đừng có để nhiều quá. Nhiều quá cái ủi nó đặc kẹo là mất công mình chế nước vô. Nó còn lỏng nha bà con, nó cũng không có đặc nha. Bây giờ Lan để thêm một miếng bột vô nữa nha. Đó, mình để thêm miếng bột nữa. Mình để từ từ vô vậy đó. Nó phải có độ sẵn sẵn mình mới ăn. Cái này mì xào giòn cũng được, mà mình ăn hủ tiếu cũng được. Đó, mình chế vô từ từ thôi. Chị em nào có ăn tàu hủ thì mình chiên tàu hủ mình bỏ vô nha. Hay là muốn thịt chay, đồ chay gì đó thì bỏ vô, Lan không có ăn nha, Lan ăn rau cải thôi. Nó còn lỏng lắm, để thêm một chút nữa nha. Rồi. Hay quá, canh vừa đủ luôn. Nó sình sệt gì mới đúng nè bà con. Nêm nếm thì tùy khẩu vị gia đình mình nha. Cái này thì Lan xào vừa ăn rồi nè. Vừa ăn cho gia đình Lan. Đó. Bây giờ Lan để hành lá vô mình tắt lửa nha. Nếu chị em nào không ăn hành tỏi, ăn chay thì khỏi bỏ vô. Vậy thôi. Rồi xong rồi nha, Lan bưng lên nhà chơi. Xong rồi. Lan đã xào xong cái chảo rau cải đặng mình ăn chung với hủ tiếu nha bà con. Thì cái này mình ăn với mì xào giòn cũng được, hủ tiếu cũng được nha. Đó xong rồi. Bây giờ Lan bưng lên nhà trên. Ngon quá. Rau cải thôi chứ không có gì hết. Hello cả nhà, Lan đã làm xong cái hủ tiếu xào thập cẩm nha. Mời cả nhà ăn tối với gia đình Lan nha. Rồi bây giờ Lan múc ra. Rồi bây giờ Lan xúc ra nha. Ăn ai ăn thì nấy xúc ra bà con, đừng có xúc trước hồi cái nó chèm nhẹp nó không còn ngon nữa nha. Để đủ đồ lên hết đó, nắm đây. Ớt chuông, giấy sốt lên.
nên làm cái này nước sốt nhiều nhiều nha bà con, ít quá nó không có thấm nha, nên là phải làm nhiều nhiều rồi anh để ngò hành vô. Xong mời cả nhà ăn hủ tiếu xào rau cải nha, làm biến bỏ. Con dâu mình nó thích ăn tàu hủ mà Lan làm biến bỏ vô rồi, nên Lan ăn rau cải thôi. Mời cả nhà. Ngon chứ nào? Ngon chứ, hủ tiếu mà sao ngon. Rồi hủ nó có nấu ăn nãy giờ nó cần chết. Ăn đi anh. Mời anh. Trời, nó ăn bao nhiêu tự xúc đi. Em xúc qua cho em còn nhiêu anh ăn hết. Ok. Ừ, xúc đi. Mời bà con cái đi. Mời cả nhà ăn. Ăn chay. Hủ tiếu xào thập cẩm. Chay chay. Nói lại. Thì hủ tiếu xào thập cẩm mà chay nha bà con. Ăn chay, ăn chay. Tiếu xào thập cẩm. Chay. Cái này mực à. Nó dọc. Ở đây. Em xớt con nữa, nhiêu anh ăn con nữa đi. Ok. Chứ mình nên ăn sao hết đó. Còn có muốn ăn nước sốt gì qua bển lấy thêm nha. Nó. Nó. Ok. Ăn đồng chia đủ nha. Chợ mua ớt. Đấy. Ớt gì? Ớt con gà phải không? Rồi. Làm một dĩa thôi. Lấy thêm cái này nữa rồi được rồi đó. Ớt tương. Ớt tương đây. Bổ đâu bông cải đẹp vậy? Rồi. Con gà mò. Mời cả nhà. Như quan biết quan mò. Ông nội biết, biết quan. Không không, một tí nó ăn đâu. Chừng nào nó ăn hết, còn bẩn nè. Còn không? Còn để nội bỏ hết. Mời cả nhà. Không được. Ngon không? Cô gà cầm nói ngon là được rồi. Tại cho nội mình nó ăn uống nó cũng ưa chê lắm. Nó không bắt bồi, nó không lại. Hay là nó đi cái giò heo chọn. Nó cạp còn cái chọn nó sẵn xương. Hay là nó đi chọn, nó đi chọn cái gì, nó đi bệnh, nó biết nó phá cái gì bệnh nó chứ là. Con chó mà nó im im là nó có vấn đề rồi đó. Nó đi phá đó, thì phải đó. Bỏ miếng ớt vô ngon không? Để mà bỏ miếng ớt. Ngon này. Wow. Cả nhà quá cả nhà. Cay cay cái thích gì vậy? Còn nước sốt bển á, có thấy ít thì bỏ vô thêm. Cái bắp mời cả nhà. Ê mẹ mới mua bọc bắp hầm, bữa nào có nấu bắp hầm anh đây. Mới mua bọc bắp hầm kìa. Nãy giờ đâu có thấy gần chỗ kia bán đâu, hôm nay thấy mẹ mua. Đánh nó bắp hầm. Mua dưa bào sẵn. Hả? Nó mua dưa bào nữa. Không mua rồi, bọc dưa bào luôn rồi. Dừa bà dừa non non ta bào phải không? Không gọi luôn rồi. Lan mua bắp 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 hầm lâu quá trời chưa ăn, để nửa nóng bắp bắp hầm ăn. Lâu nhất là chiên cái bánh này nè. Trời ơi, chiên tới mấy chảo luôn bà con ơi, còn cái này trụng sơ xào nhanh lắm. Ừ. Lấy cái muỗng rồi ăn được chứ. Là anh nói tao mới thử thôi, anh biết liền phải không? Giỏi gì? Nó khác mà. Nó ngọt. Vậy ăn cái này đi, nè muốn ăn cái này xịt vô. À, à, anh không thích, tao nói tử, ông thích tứ thái tử. Nó ăn tứ thái tử đi. Tam thái tử không nói ngọt. Trời ơi. Tam tử ngọt. Lan thì Lan thích ăn tam thái tử hơn, nó ngọt ngọt, nó dễ ăn. Mời ngọt. Ừ, ngồi ăn đi. Để không thấy mặt đẹp trai. Thấy không? Lên sóng hoài thấy đẹp trai quá trời luôn mà. Đẹp già. Ở Việt Nam mà sáu mấy tuổi là gụm gụm rồi. Nè ở đây sáu mấy tuổi cũng phải thế à. Có bắp nhỏ không? Cô gà thích lắm á. Có không? Miệng ăn cũng đẹp. Ừ. Gọi thương rồi gì cũng đẹp hết á. Miệng ăn cũng đẹp. Cưng quá à, cái gì cũng đẹp lắm. Có mà tha con với một con luôn. Hai ngày là không được. Gì? Cô gà. Nói gì cũng hiểu. Nó mà dám con với một cò á chừng hai ngày nó không. Bước cái trời. Trời ơi. Dám hai ngày. Nãy giờ trong ông nói cái gì? Nó dám ba với mẹ nó một ngày thôi, đừng có nói hai bữa. Đi bà làm luôn. Đi làm từ sáng tới chiều về là nó kiếm rồi, đừng có nói tới hai ngày. Nãy giờ tôi rồi. Thu với con Diệu Hiền lóc tai nghe có giống gì ông nội. Mùa hiu à.
đợi nó bự nó hiểu á, chuyện á mình mới rủ nó đi OD được. Bây giờ mà dắt nó đi đi nằm già không biết. Dắt đi từ từ trong nước á vậy thì nó không. Tự nhiên mày hầm nó nói đi OC mà không cần nằm già nữa. Đi đây trước. Ngày trước. 10 tuổi biết. Có 10 tuổi thôi theo ba mẹ nó theo ông nội. Cái nước sốt ngon là ăn ngon mà bạc không? Nó không có kiếm mình luôn. Hình như ăn chay con chó nó biết đó, không có loại đồ sinh đặc gì hết á. Nó không có mùi. Không có mùi thịt á. Nó có loại. Ngộ ăn cũng biết ha. Cái nhốt nó ở ngoài hả? Nhốt nhỏ đâu? Mới trắng bởi trường nhốt mà. Ba mẹ nhầm thế. Ông tưởng nhốt con chó ở đâu, nó bị kiếm nó nằm bên mặt khách rồi. Trời ơi. Đó, ông mình đi mua chó, ổng đâu thèm đi vô coi con chó đâu. Ông Windsor. Không có vui, ngồi xe không chịu mua. It shows us how fast the wind's going and how how the wind going. If it's strong, then it goes up in the air. If it's white, it goes sợ down. Nó, nửa lớn when tuổi nó chết là buồn bà con ơi, chứ gì hết. Ngon quá. Trời mưa này ra cút đất ngon lắm nè. Cút đất trồng rau. Hôm nay lạnh mà mưa dữ. Lan ăn hết cho bà con, ngon quá. Nó không thích nắng hả? Trời, cái này Việt Nam ăn nấm tươi lắm. Trời bắp, ngon không nha? Ngon nha. Ngon không anh? Ngon. Ngồi em ru. Ngon má hết vậy. Không ngon bỏ lại. Ổng cũng không dám nói không ngon đâu bà con. Nó không ngon, tối nay đá dành sàn. Yummy à. Đó. Đó phụ cha nội mình nói ngon, còn ông này nói ngon à. Lên nói là ổng không dám nói. Không dám nói dở. Con nhỏ đó nó nói ngon. Ngồi xích vô cho bà nội phim thấy con kìa. Thấy không? Xích vô, nó can si vô. Thấy không? Đó, rồi. Rồi, lại bác bà con với ông nội nha. Ừ. Rồi ông nội ăn xong đi, bye bye bà con. Rồi. Từ từ. Ông vét luôn, chắc ngon thiệt bà con, ông vét không còn miếng nào hết trơn. Ngon. Nói chung xà lan xào đồ là ăn được lắm chứ nó nổi tệ đâu. Nhâm ha. Rồi tới đây Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha. Lan xin chào cả nhà, nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ Lan. Chúc bà con ngày mới vui vẻ. Bye bye bà con, cô gà. Bye bye bà con. Mới đi lôi đây. Chạy rồi, bye bye bà con. Trời đất. Chào cả nhà, bye bye. Hẹn gặp.